Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bài thứ 8 mà chúng ta được học có chủ đề cấu trúc của văn bản thông tin. Văn bản, nữ phóng viên đầu tiên của tác giả Trần Nhật Vi. Các em hãy mở sách và chuẩn bị vở ghi để bắt đầu bài học nhé! Trước khi tìm hiểu chi tiết văn bản, chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu chung. Một nhỏ là tri thức về văn bản thông tin. Văn bản thông tin thường có những dấu hiệu nổi bật về hình thức thể hiện qua nhan đề, đề mục, sơ đồ, bảng biểu, chữ in nghiêng, chữ in đậm. Những dấu hiệu này giúp cho người đọc nắm bắt thông tin chính của văn bản một cách nhanh chóng. Nhan đề thường giới thiệu chủ đề của văn bản. Các đề mục tô đậm nội dung chính hoặc chỉ ra điểm bắt đầu của một chủ đề hoặc một mục mới. Các chữ in nghiêng, in đậm thường được sử dụng để nhấn mạnh những từ ngữ then chốt. Các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ thường trực quan hóa những thông tin quan trọng trong văn bản. Bằng cách đọc lướt hình thức trình bày của văn bản, người đọc có thể dễ dàng nhận ra chủ đề, các nội dung chính và cấu trúc của văn bản thông tin. Hai nhỏ chúng mình sẽ tìm hiểu về tác giả. Tác giả Trần Nhật Vi tên thật là Nguyễn Hữu Vang, sinh năm 1956 tại Đồng Tháp. Ông là nhà báo, là tác giả của nhiều tác phẩm biên khảo về lịch sử, báo chí và văn hóa Sài Gòn. Một số tác phẩm chính của ông như là Báo Quốc ngữ ở Sài Gòn, lịch sử 150 năm báo chí quốc ngữ từ năm 1865 đến năm 2015, Sài Gòn trốn trốn song chơi được viết năm 2016, Văn chương Sài Gòn viết năm 1881 đến năm 1924, 5 tập năm 2017 đến năm 2020, v.v. Văn bản nữ phóng viên đầu tiên được in trên báo Tuổi Trẻ ngày 18 tháng 6 năm 2015. Ở văn bản này thì cung cấp thông tin về cuộc đời, những hoạt động và đóng góp tích cực của manh manh nữ sĩ trong việc đấu tranh vì nữ quyền và sự đổi mới trong văn chương của Việt Nam, đặc biệt là cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào thơ mới. Nguyễn Thị Manh Manh tên thật là Nguyễn Thị Kiêm, có nhiều bút hiệu như là Manh Manh, Min, Nguyễn Văn Min hay là Lệ Thủy v.v. Sinh năm 1914 tại tỉnh Gò Công. Cha là tri huyện Nguyễn Đình Trị, một nhà báo có tiếng đương thời. Và Nguyễn Thị Kiêm thì lúc nhỏ học ở Gò Công, sau lên Sài Gòn học trường trung học thiếu nữ bản xứ. Với thơ mới thì cô khẳng định thơ mới ra đời là một nhu cầu tất yếu để diễn tả tình tứ. Muốn cho tình tứ không vì khôn khổ mà đẹp mất thì rất cần phải có một lối thơ khác do lề lối nguyên tắc rộng rãi hơn. Thơ này khác lối xưa nên gọi là thơ mới. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu văn bản. Một nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu cách triển khai thông tin của văn bản. Đầu tiên đó chính là về tiểu sử của nhân vật. Tên khai sinh đó chính là Nguyễn Thị Kiêm. Năm sinh năm mất đó chính là sinh năm 1914 và mất năm 2005. Quê quán là ở Gò Công. Gia đình thì chính là con ông tri huyện Nguyễn Đình Trị. Về các hoạt động xã hội của nhân vật. Học trường trung học nữ sinh bản xứ. Làm nghề nhà báo khi mới 17 tuổi vào năm 1931. Sáng tác và diễn thuyết để ủng hộ phong trào thơ mới. Ủng hộ nữ quyền, tạo ra một phong trào phụ nữ rất sôi nổi trong xã hội từ năm 1932 đến năm 1934. Tiếp theo là về đời sống cá nhân. Kết hôn với nhà báo Lư Khê Trương Văn Em năm 1937. Lấy chồng người Pháp năm 1950 và sinh sống ở Pháp cho đến khi mất là đến năm 2005. Chúng ta thấy rằng là văn bản được triển khai theo trình tự thời gian và cách triển khai này thì làm nổi bật diễn biến cuộc đời của nhân vật song song với những chuyển biến mạnh mẽ của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20. Nói cách khác thì qua cuộc đời của nhân vật ta có thể hình dung ra không khí của thời đại.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu thông tin cơ bản của văn bản. Đầu tiên đó chính là phong trào xã hội được nhắc tới ở đây. Phong trào xã hội được nhắc tới đó chính là phong trào nữ quyền. Cách tác giả viết về phong trào ấy đó chính là những bài viết về phong trào xã hội thường được ghi chép các mốc thời gian, tường thuật các sự kiện chính, mô tả bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, kết quả ý nghĩa của phong trào. Và trong bài viết thì tác giả viết về phong trào nữ quyền qua chân dung của một cá nhân, cụ thể là chân dung của một người phụ nữ. Bởi vậy, lịch sử thời đại hiện lên một cách rất cụ thể, sống động và giàu cảm xúc. Qua cách tiếp cận đó thì tác giả cho thấy sự gắn bó mật thiết giữa cá nhân và lịch sử. Cá nhân làm nên lịch sử, mặt khác, chân dung và số phận của mỗi cá nhân lại cho thấy hơi thở, bầu không khí của thời đại. Tiếp theo sẽ là chân dung nhân vật trong văn bản. Nhân vật được tái hiện trên nhiều bình diện như là tiểu sử, này, dung mạo, các hoạt động xã hội, đời sống cá nhân với các tư cách cũng khác nhau như là một người phụ nữ, một thi sĩ, một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội. Thông qua những chi tiết được cung cấp trong văn bản thì tác giả tái hiện sống động chân dung của nữ sĩ đi ngược lại tất cả những chuẩn mực và định kiến xã hội. Người phụ nữ có ngoại hình nam tính, trời bát xấu, dám bước ra khỏi chốn phòng the, diễn thuyết ở khắp mọi miền đất nước, dám lên tiếng ủng hộ cái mới, dám khẳng định cá tính và quan điểm riêng, dám làm một công việc mà thời bấy giờ được coi là công việc của đàn ông và có một đời sống riêng tư khác thường. Ở đây thì chúng ta thấy là tác giả không chỉ trần thuật lại những sự kiện, hoạt động của nhân vật mà còn trích dẫn lời trực tiếp, lời nói của bà, lời nhận xét, đánh giá của người đương thời về nhân vật. Và việc trích dẫn trực tiếp giúp làm nổi bật quan điểm và đặc điểm là cá tính của nhân vật, đồng thời giúp tái hiện lời ăn tiếng nói cũng như không khí tranh luận, đối thoại rất sôi nổi của đời sống xã hội Việt Nam thời kỳ này. Và chân dung nhân vật đã được tái hiện một cách khách quan với những thông tin cụ thể, rõ ràng và kèm theo lời nhận xét, đánh giá của người đương thời, gần như không đan xen nhận xét, đánh giá chủ quan quá nhiều của người viết. Văn bản đã tái hiện vị thế lưỡng nan của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20. Một mặt thì họ rất nỗ lực để khẳng định cá tính, này, tự do, bình đẳng của mình. Mặt khác, họ vẫn rất đơn độc và bị coi là dị biệt thiểu số. Và có thể nhận ra điều này ở sự đối lập giữa một bên là các thông tin miêu tả, hoạt động tích cực của nhân vật trên mặt trận xã hội và một bên là những thông tin ít ỏi nhưng đắt giá về đời sống riêng tư với rất nhiều trở ngại của nhân vật. Và những bình luận nhiều định kiến về nhan sắc của người phụ nữ từ điểm nhìn của đàn ông. Và những ví dụ được đưa ra ở đây là những người phụ nữ đã đóng góp đặc biệt trong các cuộc vận động xã hội ở thời đại chúng ta như là mẹ Teresa, chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1979, là nữ tu, nhà truyền giáo với những hoạt động nhân đạo và cứu giúp người nghèo, Malala Yousafzai, chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2014, là nhà hoạt động xã hội đã chống lại sự trấn áp và khủng bố của Taliban để đấu tranh cho nữ quyền, v.v. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi thứ 3, trang 70 trong sách giáo khoa ngữ văn. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về không khí thời đại được tái hiện trong văn bản. Những chi tiết miêu tả bối cảnh thời đại. Lần thứ nhất một bạn gái lên diễn đàn và cũng lần thứ nhất có một cuộc diễn thuyết được đông người nghe như thế. Hay là cuộc tranh luận dài trên báo chí cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Khi ấy vẫn còn quan niệm, đến thế kỷ thứ 20, đàn bà ăn nam lại có nảy sinh một số người quái gở, họ vượt ra khỏi buồng the, chẳng theo lễ giáo cũ, họ cũng đi học, đi làm như đàn ông, họ tự do đi, đứng, nói cười, ra giữ công chúng, vạt banh, đá cầu, lập hội hè đến chỗ đông mà tranh cãi. Công chúng đã ồ ạt kéo đến hội quán phố hàng trống như nước chảy, lũ lượt bọn năm bọn ba, trên các dưới nhà không một chỗ ở. Và ở đây không khí thời đại được tái hiện. Đó là không khí có sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam thời buổi giao thời.
trong đó có xung đột và giao tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa những định kiến về người phụ nữ và giữa những nỗ lực của các cá nhân và tổ chức để đấu tranh và khẳng định sự tự do bình đẳng của người phụ nữ. Và văn bản cũng mô tả cục diện trăm hoa đua nở của các báo chí thời kỳ đầu, không khí đối thoại, tranh luận, diễn thuyết rất sôi nổi trong lĩnh vực báo chí, ở các không gian công cộng và những thay đổi mạnh mẽ trong ý thức hệ của công chúng. Và ngoài ra thì văn bản còn cho chúng ta biết thêm về quá trình hình thành của phong trào thơ mới, về một nữ thi sĩ vốn được nhắc tới không nhiều trong các nghiên cứu về thơ mới, đồng thời giúp ta nhận ra những đóng góp của một nữ nhà báo đối với sự phát triển của phong trào này. Qua bài viết cho chúng ta những suy nghĩ về vị thế của người phụ nữ trong các cuộc vận động xã hội chưa bao giờ là ít hay yếu kém hơn đàn ông. Sự đóng góp của họ trong các phong trào luôn là to lớn và nó cũng góp phần vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhưng do ảnh hưởng của hệ tư tưởng của phong kiến thì sự tham gia của phụ nữ vào các cuộc vận động vẫn luôn hạn chế. Dù vậy thì họ vẫn không hề bỏ cuộc, vẫn luôn tiến lên phía trước, đấu tranh về mục tiêu chung của dân tộc và của chính họ. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi thứ 6 ở trong sách giáo khoa trang 70. Và để khái quát lại những kiến thức mà chúng ta vừa học, chúng ta sẽ chuyển sang phần tổng kết. Về nội dung, tác giả đã khắc họa chân dung nữ phóng viên đầu tiên, từ đó giúp người đọc hiểu được mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, văn học là tấm gương phản chiếu thời đại một cách chân thực nhất. Tác giả đưa ra những quan điểm, thái độ của bản thân về chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống văn hóa, xã hội Việt Nam buổi giao thời, trong đó có sự xung đột, giao tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa những định kiến về người phụ nữ và những nỗ lực của các cá nhân, tổ chức, đấu tranh khẳng định sự tự do bình đẳng của người phụ nữ. Về nghệ thuật, các phương tiện phi ngôn ngữ như hình ảnh, số liệu, mốc thời gian được sử dụng hiệu quả, giúp cho thông tin được trình bày một cách sinh động, hấp dẫn và chân thực. Yếu tố miêu tả tự sự được vận dụng khéo léo, tạo sức hấp dẫn lôi cuốn tự nhiên. Và các câu hỏi, câu in đậm gây ấn tượng và tạo hứng thú với người đọc. Như vậy, trong bài 8, các em đã được cung cấp những tri thức cơ bản nhất, đó là tri thức về văn bản thông tin. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em!